Ok, xin chào tất cả anh em đam mê PCP nhé. Đấy thì hôm nay shop phụ kiện PCP lại giới thiệu tiếp tục đến cho anh em một cây côn đồ U. Anh em nhìn có hầm hố không ạ? Nhìn cực kỳ là hầm hố và đẹp anh em nhé. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm thì em sẽ nói qua cái phương thức mua bán hàng của bên shop. Thì thứ nhất là ship COD, anh em nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán với người giao hàng anh em nhé. Thì một cây như này là em sẽ chia thành 3 đơn để gửi đi cho anh em. Hàng đến thì anh em nhận hàng, bóc ra xem kiểm tra đúng hàng đúng sản phẩm như video của em đây hoặc là như cây của anh em đặt thì anh em nhận hàng và thanh toán. Đó. Thì nếu mà không đúng thì anh em có thể hoàn lại về cho em, không mất một tiền phí ship nào anh em nhé. Nếu mà đúng thì anh em nhận hàng, thông cảm nhận hàng giúp em. Còn phương thức thứ hai ấy là gửi xe. Gửi xe thì anh em làm mà tiện đường gửi xe của em thì em sẽ gửi xe đi cho anh em. Em làm mà gần ngã ba hoặc là đục quốc lộ đó thì gửi xe thì em sẽ hỗ trợ anh em là ráp gần như là cả cây, tháo độc giảm ra thôi đấy, tháo độc giảm và kính ra là em gửi đi cho anh em thôi. Thì anh em nào mà muốn mua một cây này thì em sẽ tặng cho anh em một hộp kẹo. Thì cây này em đang bán với giá là 7.200.000 đồng đấy. 7.200.000 đồng thì gồm những cái gì thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em nhé. Đây, một chiếc bình carbon 0.36 anh em nhé. Khớp là khớp U, bán cricket. Van đúng không? Van cricket đen bán dài hộp mở. Anh em lưu ý giúp em là van này van đồng hồ xám. Đó, bản chuẩn của công ty anh em nhé. Chuẩn công ty Huben. Con này thì hồi áp và điều áp rất chi là tốt rồi. Rất chi là nhiều anh em đã tin tưởng dùng và chơi. Combo khung, khung của nó khung tròn anh em nhé. Khung U lưng ngắm. Đấy, lưng ngắm và hạng ngắm đều có. Anh em nào mà muốn chơi cái loại nào thì bảo em. Đấy, khung nó không có tem à, đó anh em. Báng U này, báng U đẹp chưa, cực kỳ là bóng anh em nhé. Gỗ của là gỗ mun, gỗ đôi công đấy, vân của vân tự nhiên rất chi là đẹp anh em nhé. Kính là kính Teago đấy, kính Teago. Con này tâm của nó cực kỳ là led luôn. Đây em đang lắp cả ống chống lóa vào rồi đấy, bỏ ra nhìn Teago anh em nhé. Đó, có cả đèn hồng tâm hỗ trợ anh em là chơi ban đêm. Đó, tia xanh đỏ. Khi em nào mà muốn chỉnh thì em kéo nút lên. Đấy, nó kêu cạch một cái là anh em xoáy. Đấy, thấy chưa? Đó, bao giờ em chỉnh xong thì lại hạ xuống. Đó, lên xuống và trái phải. Còn cái này thì anh em nào mà chơi súng thì quá là quen thuộc rồi, phải không ạ? Cành bên trong là cành 20 inch lô tha anh em nhé. 20 inch lô tha đầy đầu. Đấy, bắn đạn chỉ 5.5 hoặc là 5.52. Có cả cành 635 và 4.5. Đấy, thì anh em nào mà thích chơi loại nào cũng được, bên em đều có để đáp ứng nhu cầu cho anh em. Cành bên trong này là cành lô tha thì nó có 3 loại: 4.5, 5.5 và 6.35. Đó. Thì anh em nào muốn chơi loại nào thì alo bảo em nhé. Giảm là giảm sumo, giảm sumo phi 35. Đấy, ôm cực kỳ vào khung nhìn rất chi là đẹp anh em nhé. Con này em báo giá với anh em là 7.200.000 đồng phải không ạ? 7.200.000 đồng bao ship bao phí vận chuyển tất cả cho anh em. Thì gửi nhà xe ấy, gửi nhà xe cả cây này thì anh em phải hỗ trợ cho em một chút gọi là tiền xe. Thì ví dụ mà nó anh em ở Hà Nội, em gửi lên Hà Nội thì mất tầm 400.000 thì mỗi bên phải chịu cước một chút, gọi là anh chịu 200 em chịu 200 đấy. Tại vì gửi xe này thì nó cước rất chi là cao, tại vì hàng này nó là hàng súng mà chứ không phải là quần áo hay gì cả. Hàng súng này thì gửi cước nó hơi cao một chút thì nhà xe nó phải đảm, thì nó mới phải đảm bảo gửi đến tận tay cho anh em được. Đấy, thì bên em là có hai số điện thoại để anh em liên hệ nhé: 0962627622 và 0352905795. Đấy, hai số đều có cả Zalo để anh em liên hệ nhé. Anh em nào mà muốn lên những cái cấu hình tầm trung hoặc là tầm cao thì đều alo cho em, em sẽ hỗ trợ anh em ở cái phần Zalo. Đấy, thì đây 7.200.000 phải không ạ? Thì em sẽ ví dụ em sẽ cộng vào cả cây này xem nó có đến không nhá. Tại vì gửi cả cây thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn rồi. Em đợi em một chút. Đó, thì một chiếc bình carbon này ngoài thị trường nó bán với giá là 1.700.000 phải không ạ? 1.700.000. Đó. Khớp U là 600. Van là 900. Combo khung tay cầm gỗ liền khối là 1.500.000. Kính là 1.300.000 Teago anh em nhé. Cành bên trong là 1.500.000 là cành lô tha.
và giảm sumo. Đây, giảm sumo đây là 400k. Đấy là những cái mặt hàng mà giá bên em cũng đều bán lẻ cho anh em. Đây là giá bên em nhá, giá bên em là bán lẻ cho anh em đều như vậy. Đấy, thì nó rơi cây lèo, nó rơi khoảng tầm 7,9 triệu, thì em giảm giá cho anh em là xuống còn 7.200.000 đồng anh em nhé, 7.200.000 đồng. Thì cái này nó là tất nhiên rồi, anh em nào mà mua cả cây thì chắc chắn nó sẽ rẻ hơn đó. Thì anh em mua phụ kiện lẻ thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn một chút, nếu mà khi mua phụ kiện lẻ, mua từng món một. Thì anh em nào mà thiếu món gì thì cũng có thể alo cho em đều bán lẻ anh em nhé. Đấy, giá thì em vừa cộng vào rồi, tất cả một cây này nó rơi khoảng tầm 7.900.000, thì em giảm giá cho anh em xuống còn 7.200.000 đó, cực kỳ ok phải không ạ. Thì em sẽ tặng cho anh em một hộp kẹo anh em nhé. Đấy, mua hàng bên em là có cọc anh em nhé, mua cả cây này có cọc, còn mua những cái phụ kiện lẻ anh em tin tưởng nhau và anh em xác định mua thì em không bắt cọc đó. Thì anh em nào mà ở miền Nam đó, miền Nam thì dạo này như anh em cũng đã biết là dịch nhiều nhất trong cả nước đấy, thì hiện tại là tất cả những cái đường gửi và đường xe là họ không nhận những cái hàng này đấy, không gửi được, nói thẳng luôn là không gửi được. Thì chỉ hỗ trợ anh em là gửi ở miền Trung và miền Bắc đấy, thì anh em là miền Trung miền Bắc mà cần thì có thể alo trực tiếp cho em, tại vì giờ nó chuẩn bị đến mùa chim rồi, rất chi là nhiều anh em đã săn đón những cái cấu hình hợp lý. Đấy, bên em thì rất chi là nhiều condo FX có cả, và đây thì chủ yếu là em sẽ giới thiệu cho anh em một cây condo U lưng ngắm. Đấy, lưu ý giúp em một chút nhé, có cả lưng ngắm và hạ ngắm và có cả khung vuông. Khung vuông thì nó đắt hơn một chút, thì anh em nào mà cần thì có thể alo trực tiếp cho em. Đấy rồi, ok, video nó cũng khá là dài rồi, anh em nào mà xem video mà cảm thấy hay thì có thể đăng ký kênh giúp em để em ra những cái video tiếp theo để phục vụ anh em nhé. Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.